tin của đối phương. Kai Sa băng vào sẵn sàng cho một cú đập và sau đó D-Way. D-Way chắc chắn là vẫn còn nguyên khả năng để có thể tiếp tục tấn công. D-Way tiếp tục tốc biến đuổi theo và đó là cú tốc biến của mình xích. Đó là kỹ năng của họ. Violet của Sa đang là hơi nghèo với 50% trong tiền mà thôi, còn đây là D-Way dưới nửa cánh máy nhờ combo vẫn là quá mượt mà để khiến cho Paris phải lên bảng đếm số thêm lần nữa. Bây giờ mình nhìn D-Way đang ở đây, một mình D-Way tốc biến là quá đẹp, một pha đè nam tương đối đẳng cấp cho tôi với nhiều D-Way và bây giờ là phản công. Các thành viên của TNT đang ồ lên sau khi mà Quang Hải trượt chiêu